Như các em đã biết, tiếng Việt là tiếng nói của dân tộc Việt, dân tộc chiếm đa số trong đại gia đình 54 dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam. Đồng thời, tiếng Việt còn là ngôn ngữ được dùng chính thức trong các lĩnh vực kinh tế, hành chính, chính trị, ngoại giao, giáo dục. Tiếng Việt có những vẻ đẹp, sự độc đáo và có những yêu cầu sử dụng riêng. Và ở tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu về những yêu cầu của việc sử dụng tiếng Việt và làm như thế nào để sử dụng tiếng Việt hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao. Cùng mời các em đi vào bài mới, đó là bài những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt. Ở bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là sử dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt. Phần thứ hai là sử dụng hay, đạt hiệu quả giao tiếp cao. Phần thứ ba là luyện tập và làm các bài tập vận dụng. Và chúng ta sẽ cùng đi vào phần đầu tiên, đó là sử dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt. Đối với phần này thì chúng ta phải đạt được 4 chuẩn mực sau. Chuẩn mực thứ nhất đó là chuẩn mực về ngữ âm và chữ viết. Chuẩn mực thứ hai là chuẩn mực về từ ngữ. Chuẩn mực thứ ba là chuẩn mực về ngữ pháp. Và chuẩn mực thứ tư đó là chuẩn mực về phong cách ngôn ngữ. Và phần thứ nhất đó là về ngữ âm và chữ viết. Cô mời các em lật sách giáo khoa ra trang 65. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ngữ liệu số 1. Ngữ liệu 1A, phát hiện lỗi chữ viết và chữa lại cho đúng. Thứ nhất, không giặt quần áo ở đây. Chữ viết sai ở đây đó chính là từ giặt. Và đây là cách chữa. Ví dụ thứ hai, khi sân trường khô giáo, chúng em chơi đá cầu hoặc đánh bi. Chữ bị viết sai ở đây là chữ giáo. Và đây là cách sửa. Thứ ba, tôi không có tiền lẻ, anh làm ơn đổi cho tôi. Từ viết sai và cách sửa ở đây đó là từ lẻ và từ đổi. Các em cùng theo dõi lại về những chữ đã viết sai và cách chữa. Và đây là một số từ mà chúng ta thấy hay bị viết sai trong cuộc sống mà chúng ta thường gặp. Cấm để rác tại đây. Cấm đổ xe trước nhà. Nhận giữ trẻ. Hoặc đường phù đổng. Và viết sai cả một số tên đường. Xử lý vi phạm. Hoặc là xảy ra tai nạn giao thông. Đó là một số trường hợp mà chúng ta thường thấy hay bị viết sai trong. Và đây là một số trường hợp viết sai trên các tờ báo, như là từ dành giật, sáng lạng. Đây là tên của một bài hát, Yêu trong niềm xót xa. Vậy thì chỗ viết sai trong tên bài hát này đó chính là viết sai về cách viết hoa. Trong những trường hợp nào chúng ta cần viết hoa thì chúng ta sẽ có những cái quy tắc viết riêng. Và những quy tắc này thì các em có thể tìm hiểu trên Google. Chúng ta sẽ đi vào ngữ liệu 1B, đó là sự khác biệt giữa từ địa phương và từ toàn dân. Chúng ta có một bảng thống kê từ địa phương và từ toàn dân. Đây là những từ mà cô lấy được từ ngữ liệu 1B trong sách giáo khoa trang 65. Vậy thì một số từ địa phương ở trong ngữ liệu này đó là từ dưng mờ, mờ, bẩu và dời. Vậy thì từ những từ địa phương này chúng ta sẽ đối chiếu qua cái bảng của từ toàn dân kế bên ha. Vậy thì từ địa phương dưng mờ, từ toàn dân có nghĩa là nhưng mà. Từ mờ là mà. Từ bẩu là bảo. Và từ dời là trời. Tiếng Việt rất phong phú và đa dạng, không chỉ phong phú đa dạng về cách viết mà còn phong phú đa dạng về cách nói. Cho nên về phương ngữ, chúng ta có phương ngữ Bắc là ở vùng Bắc Bộ, phương ngữ Trung từ Thanh Hóa đến Bắc Đèo Hải Vân và phương ngữ Nam là vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đối với phương ngữ Bắc và phương ngữ Trung, về phương ngữ Bắc thường hay xảy ra lỗi phụ âm đầu như không phân biệt S với X, R với giờ, R với chờ, hoặc không phân biệt được giữa L với N. Về phương ngữ Trung, thường hay xảy ra lỗi thanh điệu và một số vần.
như nguyên âm đôi bị đơn hóa, ư ơ thành ư, u ô thành u, hoặc âm cuối thay đổi, n thành ngờ, tờ thành ca, hoặc thanh hỏi với thanh ngã. Về phương ngữ Nam, thường hay xảy ra các lỗi như lẫn lộn giữa thanh hỏi với thanh ngã. Chúng ta có một số ví dụ như nước lã sẽ được phát âm thành nước lã, tất cả sẽ được phát âm thành tất cả, hoặc phụ âm V sẽ được thay thế bằng W hoặc là Z. Chúng ta có các ví dụ như văn hóa sẽ được phát âm thành văn hóa, vá sẽ được phát âm thành giá. Ngoài ra thì còn có sự phát âm lỗi về phần vần, như các phần in sẽ được phát âm thành in, ít sẽ được phát âm thành ít, hoặc các phần un sẽ được phát âm thành ung, út sẽ được phát âm thành út. Hoặc một số phần đặc trưng của Nam Bộ như phần ên sẽ được phát âm thành phần in sẽ được phát âm thành phần anh, và phần ân sẽ được phát âm thành phần ơn. Như vậy, khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, về ngữ âm và chữ viết, chúng ta cần phải đạt được những yêu cầu như cần phải phát âm theo âm chuẩn của tiếng Việt và phải viết đúng theo các quy tắc hiện hành về chính tả và về chữ viết nói chung. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào chuẩn mực thứ hai, đó là chuẩn mực về từ ngữ. Các em quan sát ngữ liệu 2 A1 và A3 trong sách giáo khoa trang 65-66, phát hiện và chữa lỗi về từ ngữ. Ví dụ A1, khi ra pháp trường, anh ấy vẫn hiên ngang đến phút chót lọt. Vậy thì từ sai ở trong ví dụ này, đó chính là từ chót lọt. Chúng ta sẽ sửa từ chót lọt thành từ cuối cùng hoặc là từ chót. Đây là lỗi sai về cấu tạo từ. Ví dụ A3, số người mắc và chết các bệnh truyền nhiễm đã giảm dần. Lỗi trong câu này đó chính là cụm từ và các bệnh truyền nhiễm. Chúng ta sẽ sửa thành các bệnh truyền nhiễm và chết. Vậy thì câu A3 của chúng ta sẽ trở thành số người mắc các bệnh truyền nhiễm và chết đã giảm dần. Đây là lỗi sai về cách kết hợp từ. Các em tiếp tục quan sát ngữ liệu 2, B1 và B2 trong sách giáo khoa trang 66. Chọn câu dùng từ đúng và phân tích câu sai, sau đó sửa lại. Ví dụ B1, anh ấy có một yếu điểm, không quyết đoán trong công việc. Vậy thì từ sai ở trong ví dụ này, đó chính là từ yếu điểm. Chúng ta sẽ sửa từ yếu điểm thành từ điểm yếu. Từ yếu điểm có nghĩa là điểm quan trọng nhất, điểm trọng yếu nhất. Còn từ điểm yếu có nghĩa là có mức độ năng lực ít kém so với bình thường. Cho nên ở đây chúng ta dùng từ điểm yếu. Đây là sai về ý nghĩa của từ. Ví dụ B2, điểm yếu của họ là thiếu tinh thần đoàn kết. Đây là câu đúng. Vậy khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, về từ ngữ chúng ta cần phải đảm bảo những yêu cầu như cần dùng từ ngữ đúng với hình thức và cấu tạo, với ý nghĩa, với đặc điểm ngữ pháp của chúng trong tiếng Việt. Chúng ta có ví dụ, đây là tiêu đề của một bài báo, gặp mặt 26 tri thức trẻ làm phó chủ tịch các xã nghèo biên giới. Từ được sử dụng sai về mặt ý nghĩa trong tiêu đề này đó chính là từ tri thức. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ trí thức, vì từ tri thức là chỉ khối lượng kiến thức chúng ta có được thu thập được sau khi tìm hiểu hoặc tích lũy. Còn từ trí thức chỉ đối tượng là con người, và ở đây chúng ta sẽ dùng từ trí thức. Tiêu đề thứ hai đó chính là tiêu đề ở một bài báo, mưa kéo dài nhiều nơi ngập nặng. Và trong bài báo này có viết, trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9, lượng mưa kéo dài. Ở đây đã sai về cách kết hợp từ ngữ. Từ lượng mưa sẽ được gắn với từ ít hoặc từ nhiều, là từ chỉ số lượng chứ không phải là từ kéo dài. Cho nên ở đây sai về cách kết hợp từ. Chúng ta tiếp tục sang chuẩn mực thứ 3, đó chính là chuẩn mực về ngữ pháp. Mời các em quan sát ngữ liệu 3A1, phát hiện và chữa lỗi về ngữ pháp.
có ví dụ như sau. Qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong chế độ cũ. Lỗi sai ở ví dụ này đó chính là không phân định rõ thành phần trạng ngữ và chủ ngữ. Chúng ta có 3 cách sửa lại như sau. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ bỏ từ qua ở đầu câu. Vậy thì câu của chúng ta sẽ thành: tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong chế độ cũ. Cách thứ hai, chúng ta sẽ bỏ từ của và thay đó bằng dấu phẩy. Câu sẽ trở thành: qua tác phẩm Tắt đèn, phẩy, Ngô Tất Tố đã cho ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong chế độ cũ. Và cách sửa thứ ba, đó chính là bỏ các từ đã cho và thay vào đó bằng một dấu phẩy. Câu sẽ trở thành: qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố, phẩy, ta thấy hình ảnh người phụ nữ nông thôn trong chế độ cũ. Tiếp tục ngữ liệu 3B, chọn câu đúng, phân tích câu sai và chữa lại. Chúng ta có 4 câu: B1, B2, B3 và B4. Câu B1, có được ngôi nhà đã làm cho bà sống hạnh phúc hơn. Câu B2, ngôi nhà đã làm cho bà sống hạnh phúc hơn. Câu B3, có được ngôi nhà, bà đã sống hạnh phúc hơn. Câu B4, ngôi nhà đã mang lại niềm hạnh phúc cho cuộc sống của bà. Vậy thì câu đúng ở đây là câu B4, câu B1, B2 và B3 là 3 câu sai, bởi vì nó không phân định rõ thành phần phụ đầu câu và chủ ngữ. Còn câu B4 có đầy đủ chủ ngữ và vị ngữ. Tiếp theo là ngữ liệu 3C, phân tích lỗi và chữa lại đoạn văn sau. Đây là đoạn văn được lấy từ sách giáo khoa trang 66. Đoạn văn này gồm có 7 câu được đánh số từ 1 cho đến 7. Các câu 2, 3 và 4 gồm có 2 vế, mỗi vế được ngăn cách với nhau bằng một dấu phẩy, cho nên chúng ta sẽ chia thành vế A và vế B. Đoạn văn này chưa có sự liên kết giữa các câu, cho nên chúng ta cần phải sửa lại. Và nội dung sửa lại của đoạn văn như sau: Thúy Kiều và Thúy Vân đều là con gái của ông bà Vương Viên Ngoại. Họ sống êm ấm dưới một mái nhà, hòa thuận và hạnh phúc cùng cha mẹ. Họ đều có những nét xinh đẹp tuyệt vời. Thúy Kiều là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn. Vẻ đẹp của nàng, hoa cũng phải ghen, liễu cũng phải hờn. Còn Thúy Vân có nét đẹp đoan trang thùy mị. Về tài thì Thúy Kiều hơn hẳn Thúy Vân, thế nhưng nàng đâu có được hưởng hạnh phúc. Vậy, thứ tự sửa của các câu như sau. Câu 1, sau đó đến câu 3A, câu 2B, câu 3B, câu 2A, câu 4, câu 5, câu 6 và câu 7. Vậy, khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp, về ngữ pháp, chúng ta cần phải đạt những yêu cầu cơ bản như: cần cấu tạo câu theo đúng quy tắc về ngữ pháp tiếng Việt, diễn đạt đúng các quan hệ ý nghĩa và sử dụng dấu câu thích hợp. Hơn nữa, các câu trong đoạn văn và văn bản cần phải được liên kết chặt chẽ, tạo nên một văn bản mạch lạc thống nhất. Về chuẩn mực thứ tư, đó chính là chuẩn mực về phong cách ngôn ngữ. Chúng ta có ngữ liệu 4A trong sách giáo khoa trang 66, phân tích và chữa lại từ dùng không hợp với phong cách ngôn ngữ. Hoàng hôn ngày 25 tháng 10, lúc 17:30 tại km 19 quốc lộ 1A đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Vậy, từ dùng không phù hợp ở trong ngữ liệu này đó là từ hoàng hôn. Từ này chỉ dùng trong phong cách ngôn ngữ nghệ thuật và không thể dùng trong một biên bản hành chính ghi lại một vụ tai nạn giao thông. Và chúng ta sẽ sửa lại từ hoàng hôn thành từ chiều hoặc là buổi chiều. Vậy thì câu của chúng ta sẽ trở thành:
chiều ngày 25 tháng 10 vào lúc 17 giờ 30 tại km 19 quốc lộ 1A đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Ví dụ tiếp theo, truyện Kiều của Nguyễn Du đã nêu cao một tư tưởng nhân đạo hết sức là cao đẹp. Câu này được lấy trong một bài văn nghị luận. Vậy thì từ dùng không phù hợp ở trong câu này là từ hết sức là. Cụm từ này chỉ được dùng trong ngôn ngữ nói thuộc phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Và chúng ta có thể sửa lại từ này thành từ rất hoặc từ vô cùng. Vậy thì câu của chúng ta sẽ trở thành: truyện Kiều của Nguyễn Du đã nêu cao một tư tưởng nhân đạo rất cao đẹp. Vậy, khi sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp về phong cách ngôn ngữ, cần đảm bảo các yêu cầu sau. Cần nói và viết phù hợp với các đặc trưng và chuẩn mực trong từng phong cách chức năng ngôn ngữ. Đây là lá đơn xin nghỉ học của TVM, một học sinh lớp 10. Nguyên văn nội dung lá đơn, M có viết như trong đoạn mà cô đã cho các em xem. Vậy thì như các em thấy, nội dung lá đơn này, M đã ghi sai rất là nhiều lỗi chính tả, cả về lỗi phụ âm đầu, lỗi viết hoa, lỗi sử dụng dấu câu, vân vân và rất nhiều lỗi khác. Vậy thì đây là những lỗi chính tả mà chúng ta sẽ thường gặp trong quá trình viết. Và để khắc phục một số lỗi trong cách sử dụng tiếng Việt thì chúng ta có những cách như sau. Cách thứ nhất đó là chúng ta phải nâng cao ý thức sử dụng tiếng Việt đúng chuẩn mực. Cách thứ hai đó là dùng mẹo để chữa lỗi chính tả thông thường. Cách thứ ba là thường xuyên luyện phát âm, luyện viết và hạn chế viết tắt. Cách thứ tư là đọc nhiều sách báo, chú ý cách viết từ khó và cách viết câu trong các tờ sách báo. Cách thứ năm đó là tìm hiểu và nắm các quy tắc về chính tả. Và cách thứ sáu đó là sử dụng từ điển tiếng Việt khi cần thiết. Vậy thì ngoài việc nâng cao ý thức, ngoài việc sử dụng mẹo, thường xuyên luyện viết, phát âm, đọc nhiều sách báo, tìm hiểu, nắm các quy tắc về chính tả, thì một trong những cái mà chúng ta có thể làm được đó chính là chúng ta sẽ sử dụng từ điển tiếng Việt khi cần thiết. Vậy thì để sử dụng từ điển về tiếng Việt, chúng ta sẽ tìm hiểu về từ điển tiếng Việt của chủ biên giáo sư Hoàng Phê. Từ điển tiếng Việt là công trình khoa học do tập thể các nhà khoa học thuộc Viện Ngôn ngữ học Việt Nam biên soạn, là công trình được tặng giải thưởng nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2005. Từ điển tiếng Việt của chủ biên Hoàng Phê còn được ông Phạm Văn Đồng nhận xét: quyển từ điển tiếng Việt này là quyển từ điển đầu tiên ở Việt Nam do một tập thể cán bộ ngôn ngữ học biên soạn trên cơ sở tư liệu tương đối đầy đủ. Nó có tác dụng thiết thực đối với việc chuẩn hóa và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đây là quyển sách cần thiết cho những người muốn tìm hiểu, học tập, trau dồi tiếng Việt. Và cô sẽ giới thiệu cho các em về một trang web chúng ta có thể dùng để tra từ điển tiếng Việt. Đây là trang web. Sau khi đã tìm hiểu về cách sử dụng đúng các chuẩn mực của tiếng Việt thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp theo, đó chính là sử dụng tiếng Việt như thế nào là hay và đạt hiệu quả giao tiếp cao. Mời các em quan sát ngữ liệu sách giáo khoa trang 67, ngữ liệu 1, 2 và 3 cùng với bài tập số 4 trang 68. Yêu cầu của cô đó chính là phân tích giá trị nghệ thuật của các câu sau. Câu số 1 là một câu tục ngữ: chết đứng còn hơn sống quỳ. Các em thấy các từ đứng và quỳ trong câu trên đã được dùng với nghĩa chuyển. Chúng không biểu thị các tư thế của thân thể con người mà được dùng theo phép ẩn dụ. Chúng biểu hiện nhân cách
và phẩm giá. Chết đứng có nghĩa là chết hiên ngang, có khí phách cao đẹp, còn sống quỳ là sống quỳ lỵ, hèn nhát. Cho nên việc dùng từ đứng và từ quỳ như vậy nó mang tính hình tượng và biểu cảm. Nếu nói chết vinh còn hơn sống nhục thì nó sẽ mất đi cái tính hình tượng. Ngữ liệu số 2. Chúng ta luôn luôn nằm trong lòng chiếc nôi xanh của cây cối, đó là cái máy điều hòa khí hậu vĩ đại của con người. Đây là câu của Nguyễn Bác Can. Các cụm từ như là chiếc nôi xanh, cái máy điều hòa khí hậu được biểu thị cây cối nhưng mang tính hình tượng và biểu cảm hơn. Chiếc nôi và máy điều hòa đều là những vật thể mang lại những lợi ích cho con người. Dùng chúng để biểu thị cây cối vừa có tính cụ thể và vừa tạo được cảm xúc thẩm mỹ cho người đọc. Cho nên việc sử dụng cụm từ là chiếc nôi xanh của cây cối, cái máy điều hòa của khí hậu nó sẽ hay hơn. Ngữ liệu số 3. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thủng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước. Đây là câu của Bác Hồ. Vậy thì các em thấy là đoạn văn trên đã dùng phép đối và phép điệp, đồng thời tạo nên một nhịp điệu dứt khoát, khỏe khoắn và tạo nên một cái lời kêu gọi mang âm hưởng hùng hồn vang dội, tác động mạnh mẽ đến người đọc và người nghe. Cho nên việc sử dụng phép điệp, phép đối trong câu này nó sẽ mang lại cái hiệu quả nghệ thuật cao. Đối với bài tập số 4 trong sách giáo khoa trang 68, tác giả Anh Đức đã viết: Chị xứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi chị đã oa oa cất tiếng khóc đầu đời, nơi quả ngọt trái sai đã thấm hồng da dẻ của chị. Các em thấy là nếu so sánh với cách diễn đạt bình thường là chị xứ rất yêu cái chốn này, nơi chị đã sinh ra, nơi chị đã lớn lên, thì ta thấy câu văn trong tác phẩm của nhà văn Anh Đức sẽ đậm đà sắc thái biểu cảm và có tính hình tượng cụ thể hơn. Điều ấy đã có được là nhờ tác giả đã sử dụng các quán ngữ tình thái như là biết bao nhiêu nè, dùng từ miêu tả âm thanh và hình ảnh như oa oa cất tiếng khóc đầu tiên, dùng hình ảnh ẩn dụ như là quả ngọt trái sai thấm hồng da dẻ chị. Và rõ ràng như các em đã thấy là câu văn của nhà văn Anh Đức vừa chuẩn mực và vừa có tính nghệ thuật nhiều hơn. Từ ngữ liệu 1, 2, 3 và bài tập số 4 thì chúng ta thấy là để đạt được hiệu quả giao tiếp cao và làm cho bài viết câu văn của chúng ta hay hơn thì chúng ta sẽ có những cách cụ thể. Và một trong những cách đó là chúng ta sẽ sử dụng các biện pháp tu từ để làm cho câu văn có tính nghệ thuật và đạt hiệu quả. Vậy thì khi sử dụng tiếng Việt, ngoài sử dụng tiếng Việt theo đúng các chuẩn mực ra thì chúng ta còn phải sử dụng tiếng Việt một cách sáng tạo, chuyển đổi linh hoạt theo các phương thức và quy tắc chung, theo các phép tu từ, lời nói và câu văn có tính nghệ thuật và sẽ đạt được hiệu quả giao tiếp. Sau khi đã tìm hiểu về hệ thống kiến thức của bài những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt, chúng ta sẽ cùng hệ thống hóa lại kiến thức của bài học ngày hôm nay. Về bài những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt, chúng ta đã được tìm hiểu về hai nội dung lớn. Nội dung thứ nhất đó là sử dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt. Và nội dung thứ hai là sử dụng tiếng Việt như thế nào là hay và đạt hiệu quả giao tiếp cao. Khi sử dụng đúng theo các chuẩn mực của tiếng Việt thì chúng ta còn phải đảm bảo về 4 chuẩn mực. Chuẩn mực thứ nhất đó là chuẩn mực về ngữ âm và chữ viết. Chuẩn mực thứ hai là chuẩn mực về từ ngữ. Chuẩn mực thứ ba là chuẩn mực về ngữ pháp. Và chuẩn mực thứ tư đó là chuẩn mực về phong cách ngôn ngữ. Đây là một đoạn tin được một số bạn trẻ đăng trên Facebook. Thì chúng ta có thể thấy ngôn ngữ của các bạn viết ở trên mạng xã hội, đây là một cái ngôn ngữ rất lạ. Và như là họ không viết theo một cái quy tắc chính tả nào cả, mà giới trẻ hiện nay gọi đây là tiếng lóng của tuổi teen, hoặc là teen code, hoặc là ngôn ngữ tuổi teen. Còn đây là một đoạn tin được viết theo sự pha tạp giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Vậy thì ngoài việc sử dụng tiếng lóng
tin cót thì giới trẻ của chúng ta còn sử dụng pha tạp giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Đây cũng là một số ngôn ngữ được giới trẻ hiện nay sử dụng. Và việc sử dụng ngôn ngữ như thế này sẽ làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt. Đứng trước việc sử dụng những từ ngữ tiếng Việt pha tạp với tiếng Anh cũng như là sử dụng ngôn ngữ của tuổi teen thì tiếng Việt đang ngày càng mất đi sự trong sáng. Vậy các em hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề sử dụng ngôn ngữ của giới trẻ hiện nay. Ngoài ra thì các em về nhà làm thêm các bài tập 1, 2 và 3 trong sách giáo khoa trang 68. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn.